Ví dụ nếu có bốn ông thợ xây, ông ấy chuyên nói bậy và mình ngồi vào đấy, mình nói giọng giáo sư, thì giọng giáo sư với là tà ngôn. Bởi vì từ lúc mình đến, bốn thằng kia không dám nói chuyện nữa. Nhưng nếu bốn cha đấy nó chuyên nói chuyện tếu và chuyện đẻo, mình đến mình cũng nói chuyện đẻo, và năm thằng nói chuyện với nhau rất dôi, thì như vậy vẫn được gọi là tránh ngôn. Nhưng nếu hội nghị toàn giáo sư mà mình lại nói bậy thì đấy lại là tà ngôn. Vậy thì hòa nhập vào cái môi trường, dùng ngôn ngữ phù hợp với cái môi trường mà mình đang trao đổi và làm cho mọi người hạnh phúc thì đấy là tránh ngôn. Không được nói dối nhưng có quyền không nói.